kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về khả năng Tổng thống Putin có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Những lo ngại này ngày càng gia tăng khi xung đột vẫn tiếp tục kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này đặt ra câu hỏi về các phương án hạt nhân của Nga, bao gồm cả chiếc vali hạt nhân của Tổng thống Putin. Chiếc vali bí ẩn luôn theo sát Tổng thống Nga như hình với bóng ở bất cứ đâu và được xem là một biểu tượng quyền lực của một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới. Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến chủ đề Chiếc vali hạt nhân bí ẩn, vũ khí hủy diệt đáng gờm của Tổng thống Putin. Chúng ta thường quen thuộc với hình ảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đi đến đâu đều mang theo một chiếc cặp số. Dù trông có vẻ vô hại, nhưng chiếc cặp đèn ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt to lớn. Vali này còn được biết đến rộng rãi với tên gọi quả bóng hạt nhân. Vali này trở thành vật bất ly thân, luôn đi theo các đời Tổng thống Mỹ. Vali hạt nhân của Tổng thống Mỹ hoạt động như một trung tâm phòng thủ chiến lược di động. Nếu Tổng thống cần ra lệnh một cuộc tấn công hạt nhân khi ở xa các trung tâm chỉ huy tại Nhà Trắng. Dù có nhiều lời đồn đoán về nút phóng hạt nhân bên trong vali, nhưng sự thật thì chiếc vali này chứa mã kích hoạt hạt nhân để Tổng thống có thể tiếp cận trường hợp khẩn cấp dù đang ở bất cứ đâu vào thời điểm nào. Đồng thời, nó cũng chứa danh sách các bong ke an toàn dành cho Tổng thống, hướng dẫn sử dụng hệ thống phát thanh khẩn cấp và một cuốn sách đen dày 30 trang ghi những phương án sơ lược của kế hoạch đòn đánh hạt nhân. Và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sở hữu một chiếc cặp như vậy của riêng mình. Vali hạt nhân của Tổng thống Putin có tên gọi là Chiges, được đặt theo tên của một ngọn núi vùng Caucasus của Nga. Người ta không biết nhiều về Chiges như phiên bản của Mỹ, nhưng vai trò của nó cũng ghê gớm không thua kém gì. Vali hạt nhân của Điện Kremlin lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1983. Vali Chiges nặng khoảng 11 kg. Nó cung cấp thông tin cảnh báo sớm về một cuộc tấn công hạt nhân trên toàn cầu, trở thành biểu tượng cho quyền lực. Vali hạt nhân của Tổng thống Nga do các sĩ quan tháp tùng Tổng thống mang theo và được xem là biểu tượng của ông chủ Điện Kremlin. Người này luôn theo sát Tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Nga cả ngày lẫn đêm để việc ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sự khác biệt với Mỹ nằm ở chỗ Tổng thống Mỹ là người duy nhất được quyền tiếp cận và sử dụng quả bóng hạt nhân. Chiếc vali chứa những công cụ cần thiết để phát động một cuộc tấn công hạt nhân. Trong khi đó, ở Nga lại có tới 3 người sở hữu những chiếc vali thực hiện vai trò tương tự. Ngoài một chiếc của Tổng thống Nga, 2 chiếc vali còn lại do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội nắm giữ. Theo Hiến pháp năm 1993 của Nga, Tổng thống cũng là Tổng tư lệnh quân đội. Nhưng trong trường hợp Tổng thống không thể thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, tất cả các nhiệm vụ của Tổng thống đều thuộc về Thủ tướng. Tuy nhiên, Thủ tướng Nga lại không được trang bị vali hạt nhân, thay vào đó Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng sở hữu thiết bị này. Ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất, nếu ban lãnh đạo bị vô hiệu hóa trong một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu, Nga vẫn duy trì khả năng trả đũa, quyết định đáp trả bằng vũ khí hạt nhân sẽ do một nhóm sĩ quan sống sót trong một hầm ngầm dưới lòng đất đưa ra nhờ hệ thống trực chiến Perimeter hoạt động song song với Chiges. Liên Xô đã tạo ra hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt nhân vào thời kỳ đỉnh điểm của chiến tranh lạnh đầu những năm 1980. 3 vali hạt nhân được đưa vào hoạt động ngay sau khi ông Mikhail Gorbachev trở thành nhà lãnh đạo Liên Xô vào năm 1985 và sau này được Tổng thống Vladimir Putin kế thừa. 3 vali hạt nhân được kết nối với một mạng lưới chỉ huy dự phòng gọi là CAPCAS, gồm cáp tín hiệu, thiết bị truyền radio và vệ tinh. 3 vali này về cơ bản là thiết bị liên lạc đầu cuối, cung cấp thông tin cho những người sử dụng chúng về một cuộc tấn công có thể xảy ra và cho phép họ tham vấn ý kiến của nhau. Nếu Tổng thống Nga quyết định phát động một cuộc tấn công hạt nhân, mệnh lệnh sẽ đi từ vali hạt nhân đến thiết bị tiếp nhận gọi là Baksan, đặt tại sở chỉ huy của Tổng tham mưu trưởng, lực lượng tên lửa, hải quân và không quân thông qua mạng lưới thông tin liên lạc gọi là Kazbek. Trái ngược với các giả thuyết nổi tiếng về nút đỏ, nút dùng để kích hoạt việc sử dụng vũ khí hạt nhân là nút màu trắng, trong khi nút đỏ trong vali được sử dụng để trì hoãn vụ phóng. Chiges không có nút phóng hạt nhân, nhưng nó truyền lệnh phóng tới Bộ Chỉ huy Quân sự Trung ương của Bộ Tổng tham mưu Nga. Bộ tham mưu cũng có hệ thống chỉ huy dự phòng của riêng gọi là vành đai hay còn được mô tả là bàn tay chết.
cho phép ngay lập tức phóng tên lửa đất đối đất. Chiget đã được vận hành ít nhất một lần vào năm 1995 khi Na Uy phóng một tên lửa cho một nghiên cứu khoa học ở khu vực vòng Bắc Cực mà các radar của Nga đã phát hiện được. Một thông điệp sai lầm rằng tên lửa được phóng từ tàu ngầm Mỹ đã được chuyển tới Moscow và Tổng thống khi đó là Boris Yeltsin đã mở Chiget chuẩn bị lên dây cót cho một cuộc xung đột hạt nhân với Mỹ trong bối cảnh chiến tranh lạnh chỉ mới khép lại vài năm trước đó. Thời gian để Moscow đưa ra quyết định không nhiều khi họ đánh giá tên lửa này có nguy cơ tấn công vào lãnh thổ Nga chỉ trong vài phút. Điện Kremlin đã triệu tập ngay cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao. Cả ba chiếc vali hạt nhân của Nga lúc đó đều đã kích hoạt ở trạng thái chờ bấm nút. Trong vài phút lằn ranh chiến tranh cân não tột độ, các nhà lãnh đạo của Nga đã chăm chút theo dõi đường bay của tên lửa Na Uy và họ phải cân nhắc xem có nên tấn công Mỹ hay không. Căng thẳng nhất là khoảng thời gian kéo dài 3 đến 5 phút khi hệ thống radar của quân đội Nga mất dấu tên lửa. Chiget ngay lập tức được mang đến tận tay Tổng thống Nga, khi đó là Boris Yeltsin. Quân đội Nga nhận được mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu và lực lượng tên lửa chiến lược của Nga được chỉ thị chuẩn bị đón nhận mệnh lệnh tiếp theo là thực hiện lệnh bắn. Quả bom căng thẳng chỉ được gỡ bỏ khi ban lãnh đạo Nga nhận được thông báo rằng tên lửa đã lao xuống biển, các vali hạt nhân sau đó bị vô hiệu hóa. Ngay sau sự cố đó, người ta xác định rằng Na Uy đã cung cấp cho Nga thông báo trước về vụ phóng, nhưng thông tin không được truyền tải đến các trạm radar phát hiện sớm. Về sau, Nga mới biết rằng đó là tên lửa mang vệ tinh khí tượng của Na Uy. Đây là lần duy nhất trong lịch sử từ đó đến nay, Chiget được kích hoạt. Có lẽ do khả năng xảy ra sai sót trong liên lạc như vậy, Điện Kremlin được cho là không tin tưởng bất kỳ ai có khả năng phóng vũ khí hạt nhân. Chính vì vậy, một sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Putin ký vào năm 2020 đưa ra các quy tắc đối với Nga trong việc khai hỏa vũ khí hạt nhân. Tài liệu nêu rõ Nga sẽ phóng vũ khí hạt nhân nếu họ nhận được dữ liệu tin cậy về vụ phóng tên lửa đạn đạo tấn công lãnh thổ Nga. Một số nguyên tắc được đưa ra bao gồm, thứ nhất, khi đất nước bị tấn công bởi vũ khí hạt nhân. Đây là trường hợp đáng lo ngại nhất kể từ khi vũ khí hạt nhân ra đời. Trong lịch sử, chỉ một lần duy nhất, Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản năm 1945 và Tokyo không đủ sức phản kháng. Nhưng bối cảnh ngày nay đã khác, một trong các nước sở hữu vũ khí hạt nhân bị tấn công bằng hạt nhân thì chắc chắn ngay tận thế đã đến. Hệ thống đa năng đại dương Status 6 của Nga có tầm hoạt động ngầm dưới lòng biển 1 km trong phạm vi trên 8.600 km, tự tìm mục tiêu và chờ kích nổ. Status 6 được trang bị đầu đạn 100 megaton, sức hủy diệt chưa từng được triển khai, nhưng nó có sức tàn phá lục địa, ngoài ra gây ra sóng thần, động đất quy mô lớn. Tuy nhiên, kịch bản này khó xảy ra vì chưa đủ cơ sở để một quốc gia nào đó tấn công Nga. Nguyên tắc thứ hai, Nga sẽ đáp trả nếu có bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào khác được sử dụng gây tổn hại đến Nga và đồng minh. Loại trừ Nga, đồng minh hiện nay thân nhất là Belarus, một vài quốc gia Nam Á, Trung Đông. Khả năng các nước này bị tấn công hạt nhân là không cao, do không phải là điểm nóng căng thẳng địa chính trị hiện nay. Thứ ba, Nga bị tấn công nhằm vào hạ tầng trọng yếu, làm tê liệt năng lực răn đe hạt nhân và xuất hiện hành động thù địch chống lại Nga và đồng minh, khiến sự tồn vong của đất nước bị đe dọa dù chỉ bằng vũ khí quy ước chứ không bao gồm vũ khí hạt nhân. Điều kiện này khá mơ hồ, song đặt trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine căng thẳng thì trở thành đầy nguy hiểm. Trong khi đó, NATO và EU liên tiếp tăng cường viện trợ vũ khí, tài chính cho Ukraine. Dữ liệu được công bố vào đầu năm 2022 từ Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho thấy Nga có 5.977 đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của mình. Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu tại lực lượng hoạt động đặc biệt cho rằng Nga có thể đang gặp những vấn đề nghiêm trọng với mạng lưới hạt nhân tổng thể. Hệ thống radar cảnh báo sớm của Nga không như thời Liên Xô, có lẽ chỉ 50% các trạm vẫn đang hoạt động. Điều đó có nghĩa là Nga khó phát hiện được một cuộc tấn công, chứ chưa nói đến việc phản ứng kịp thời. Nhóm này cũng cho rằng, thực tế, hầu hết các vũ khí trong kho của Nga đã hơn 30 năm tuổi. Vũ khí hạt nhân cần được chăm sóc và bảo dưỡng liên tục để hoạt động. Theo đó, các tên lửa của Nga trong hầm chứa sẽ cần được bảo vệ khỏi nhiệt độ và độ ẩm quá cao, thậm chí khỏi các loài gặm nhấm chui vào bên trong chúng và gặm nhấm dây điện. Về phía mình, Nga xác định khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là gần bằng không.
Tuy nhiên, việc phương Tây phản ứng quá mức trước bất cứ tin tức nào về kho hạt nhân của Nga cho thấy họ thiếu hụt đáng kể sự hiểu biết về quan điểm của Nga và hoàn cảnh vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng. Các nguyên tắc cơ bản chỉ rõ rằng vũ khí hạt nhân được xem hoàn toàn như phương tiện răn đe và việc sử dụng nó chỉ có thể diễn ra với tư cách là một biện pháp cực đoan và bắt buộc. Các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga được tổ chức để trả đũa khi Nga bị tấn công hạt nhân. Các lực lượng này được thiết kế nhằm gây ra tổn hại chắc chắn và không thể chấp nhận được lên bất cứ đối thủ tiềm tàng nào. Nói ngắn gọn, bất cứ quốc gia nào hứng chịu đòn hạt nhân của Nga sẽ ngừng tồn tại với tư cách là một nhà nước hiện đại và có xã hội vận hành bình thường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, subscribe và để lại bình luận, chia sẻ quan điểm của các bạn nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.